Nhiều người khi đó thì xe điện gắn liền với những chiếc xe đồ chơi của trẻ con. Không ai lái xe điện đi làm cả. Và giờ Tesla đã trở thành tập đoàn ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, khiến cho nhiều tên tuổi lớn như là Toyota, Hyundai, General Motors thì phải hít khói. Tuần qua thì hãng xe điện Tesla tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương trong quý 2 với lợi nhuận ròng đạt 104 triệu đô la Mỹ, bất chấp việc phải đóng cửa nhà máy ở California trong gần nửa thời gian. Cổ phiếu tăng mạnh đã giúp CEO Elon Musk trở thành tỷ phú giàu thứ 5 thế giới, vượt qua sói